Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ một đơn trình báo vụ việc mất tích. Hơn nửa năm trời bặt vô âm tín, một manh mối tháo mở nút thắt của vụ án bất ngờ đến từ mạng xã hội. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Linh tính. Khoảng 9 giờ sáng ngày 28 tháng 11 năm 2020, khi ông DCH sinh năm 1946, trú tại phố Quế, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương, đang ngồi máy khâu ngoài cửa chính, thì anh Dương Công Cường làm nghề buôn bán bất động sản là con trai ông Hát ra khỏi cửa nhà chào bố, nói rằng anh đi đòi nợ một cặp vợ chồng quen biết cách đó chừng 10 cây số. Ông Hát ậm ừ chào con, cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ biết hy vọng trong lòng mong cho con trai xong việc thuận lợi. Ra khỏi nhà, anh leo lên lái chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 màu đen của mình sắm được từ hơn 3 năm trước, mang biển kiểm soát 34A29870, trực chỉ theo hướng thành phố Hải Dương mà tiến thẳng. Nghĩ là đi gần thì trưa anh Cường sẽ về. Thế nhưng bữa cơm ngày hôm đó anh vắng mặt. Đến tận tối cùng ngày, anh Cường vẫn chưa về nhà. Đợi mãi không thấy con trai trở về, ông Hát mới gọi điện cho anh Cường, định hỏi anh làm gì, ở đâu, thì đầu dây phía bên kia vang lên tiếng báo hiệu, số điện thoại không liên lạc được. Nhắn tin cũng chẳng thấy anh Cường hồi âm. Cứ thế, cả gia đình ai nấy cũng hết sức lo lắng, tá hỏa hỏi thăm, nhờ mọi người tỏa đi khắp nơi để tìm hoặc nghe ngóng, nhưng cũng không thấy tung tích anh Cường ở đâu cả. Bất cứ nơi đâu anh Cường hay lui tới, những người thân của anh đều tìm đến hỏi, nhưng cũng chỉ nhận với câu trả lời không biết. Linh tính có chuyện chẳng lành, gia đình đi đến quyết định làm đơn trình báo về việc anh Cường mất tích. Nhận đơn, cơ quan công an ngay lập tức đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Thế nhưng đi ngược lại những nỗ lực cố gắng của các cán bộ chiến sĩ là những khó khăn chồng chất khó khăn, khi mà manh mối của vụ việc gần như là con số không tròn trĩnh. Anh Cường đã lập gia đình, có 4 người con, trong đó 3 cô con gái đầu lòng là sinh ba, khi đó 20 tuổi, còn cậu con trai út đang học cấp 2. Ngặt nỗi, vợ và 2 con gái anh lại sống tại New Zealand. Thế nên khi mà vụ việc xảy ra, ở xa tới như vậy, chị và 2 con rất nóng lòng, mong ngóng thông tin từng ngày. Thời gian cứ thế trôi qua, càng ngày càng gấp rút, nhưng công tác truy tìm tung tích anh Cường vẫn gần như là dậm chân tại chỗ, không có nhiều tín hiệu khả quan. Đống lửa giữa đêm. Trong một diễn biến khác, một người đàn ông có tên Nguyễn Văn M đã có những chuyện lạ xảy đến với mình. Một sáng nọ, khi ông M ra vườn chăm cây, thì lại thấy một ụ đất nhô lên bất thường. Trên đó có trồng 2 cây vạn niên thanh, 3 cây trà mi và 3 cây hương đã cháy hết. Lấy làm lạ, nhưng ông nghĩ bụng là do mảnh vườn của mình cạnh với bờ sông, đúng chỗ người ta hay vứt đi đồ thải, đồ thờ cúng, dương chiếu này nọ và thắp hương. Chẳng thế mà có lần, nhiều người kể lại với ông rằng họ còn gặp tới một người mang theo khung giường, chăn, chiếu đến đây đốt rụi thành than, với lời giải thích rằng đây là đồ của người đã đi. Chiều hôm ấy, ông M về nhà kể chuyện cho vợ rằng có nhà nào đó chôn chó mèo mà lại rất cẩn thận, trồng cả cây, thắp cả hương. Rồi thì ông cũng chẳng để tâm cho lắm. Cho tới một đêm của tháng 11, sau cái sáng bất thường ấy, khoảng 23 giờ đêm, một người dân đánh cá nhìn thấy trên mảnh đất vườn do ông Nguyễn Văn M chăm sóc và trông coi, phát hiện một đốm lửa giữa đêm. Nhìn rõ hơn, trước mắt người đánh cá khi ấy là một người mặc đồ bảo hộ chống dịch đang đốt cái gì đó. Tuy nhiên, vì trời quá tối, không nhìn rõ được là ai nên người này mới đánh tiếng hỏi là làm gì đấy. Nhận về câu trả lời là đốt mấy thứ linh tinh thôi.
ngày hôm sau, người đánh cá đem chuyện này kể lại với ông em mờ. Manh mối. Rất nhiều thông tin được báo tới cơ quan điều tra, trong đó có cả những đồn đoán cho rằng anh Cường đã sang nước ngoài cùng với vợ con, khiến cho các cán bộ chiến sĩ như lạc vào trong mê cung, nhưng toàn ngõ cụt. Bẵng đi, cho tới ngày 11 tháng 6 năm 2021, nhóm ô tô fan trên Facebook có một bài đăng lạ lùng. Cụ thể, một người dùng có tên là Văn Mạnh Nguyễn đã đăng tải hai hình ảnh chụp đầu và đuôi của một chiếc xe ô tô Mazda CX-5 màu đen có biển kiểm soát 34A29870 với lời nhắn: cụ chủ xe hoặc người thân của cụ chủ xe không biết vì lý do gì mà đỗ ở khu vực phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội gần một năm rồi, không thấy di chuyển. Ngay lập tức, dòng trạng thái này nhận được nhiều lượt chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Và cũng từ đây, thông tin về chiếc xe kỳ lạ này đã được cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương tiếp nhận, đồng thời nhanh chóng xác định đây chính là chiếc xe thuộc sở hữu của anh Cường, cũng là chiếc xe đã biến mất cùng anh suốt nhiều tháng nay, và tới gia đình anh Cường báo tin. Sau đó, công an tỉnh Hải Dương đã lấy chìa khóa phụ của chiếc xe mang đi để phục vụ công tác điều tra. Ngay khi mở cửa, điều đầu tiên ập vào mắt của các điều tra viên đó là sự lộn xộn, xô lệch, lau chùi và có dấu vết của việc xóa chứng cứ. Đặc biệt là chiếc camera hành trình của chiếc xe đã không cánh mà bay, hoàn toàn biến mất. Còn người thì đến giờ phút này vẫn bặt vô âm tín. Hơn nửa năm trời trôi qua, gia đình ông Hát chưa lấy một ngày thôi mong ngóng tin về anh Cường. Ngày nào họ cũng thắp nhang, hương khói, cầu mong cho anh sẽ được bình an vô sự mà trở về. Mỗi khi có chút thông tin nào là gia đình lại dấy lên hy vọng, để rồi qua kiểm chứng xác minh cho kết quả thông tin đó là không chính xác, thì họ lại rơi vào cảm giác tuyệt vọng. Đến khi tìm thấy chiếc xe, linh cảm về chuyện chẳng lành đã xảy đến với anh Cường lại càng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Với manh mối chiếc xe ô tô được tìm thấy và qua công tác khám nghiệm kỹ lưỡng cẩn thận, cơ quan điều tra đã nhanh chóng đi đến nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm. Do đó, vào ngày 13 tháng 6 năm 2021, công an tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo tìm người và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung vào cuộc điều tra. Đặc biệt là với nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, mánh khóe tinh vi, nhiều thủ đoạn, Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học Hình sự đã được huy động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh Hải Dương. Và rồi, sau nhiều ngày huy động các lực lượng vào cuộc, cơ quan điều tra đã lần ra một manh mối khác hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến ngày mà anh Cường mất tích. Cao tài năng. Đó chính là cặp vợ chồng mà anh Cường đến đòi nợ vào ngày 28 tháng 11. Trong đó, người chồng có tên Cao Tài Năng, sinh năm 1981, trú tại phố Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Trước khi anh Cường mất tích, từ năm 2016, vợ của Năng là người thường xuyên đến nhà ông Hát trò chuyện, lân la làm quen. Với công việc là giảng viên tại một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hải Dương, ông Hát và gia đình cũng rất cởi mở tiếp xúc. Rồi sau dần, Thị chuyển đến chuyện hỏi vay tiền. Khi không thì lại giới thiệu sữa, thuốc và các sản phẩm dược. Nhiều tới mức mà người nhà anh Cường còn nhẵn mặt. Một tuần trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng Năng cùng với anh Cường còn đi ăn với nhau. Ấy thế mà từ khi vụ việc xảy ra, hai vợ chồng này tuyệt nhiên không thấy mặt ai đến cả. Thậm chí sau đó hai người còn bình thản đi du lịch như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đi sâu vào điều tra về cặp đôi này, các trinh sát đã thu nhận được nhiều thông tin hết sức quan trọng. Cụ thể, hai vợ chồng Năng kinh doanh hiệu thuốc, từng có thời điểm mở được tới tận 5 cửa tiệm. Họ sống cùng với bố mẹ Năng tại nhà số 196/200, khu dân cư 17 trên đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn đã từ lâu. Vào thời điểm ấy,
vợ Năng đang mang bầu đứa con thứ ba. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, nhìn chung là đôi vợ chồng này có học thức, ứng xử phù hợp, không có điều tiếng gì, cũng không phải là đối tượng có tiền án tiền sự. Hàng ngày, họ sáng đi tối về. Thậm chí là khi địa phương bùng phát đợt dịch COVID-19 đầu năm 2021, vợ chồng Năng còn tài trợ khẩu trang và nước sát khuẩn cho địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thế nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Khi được hỏi đến thì bố mẹ Năng luôn buồn phiền về cậu con trai trưởng của mình. Chẳng biết Năng làm ăn như thế nào mà hai ông bà cụ còn từng chứng kiến vợ chồng Năng nhiều lần bị người đến tận nhà đòi nợ vì vay mượn khắp nơi. Thông tin này cũng đồng nghĩa với việc ngoài anh Cường ra thì vợ chồng Năng còn có nhiều chủ nợ khác. Vào đầu năm 2020, vợ chồng anh T, B cho vợ chồng Năng thuê một căn nhà tại số 126 Nguyễn Thượng Mẫn để mở hiệu thuốc, kinh doanh bình thường. Tuy nhiên, hai người này lại khá kín tiếng, chủ yếu là thuê nhân viên, còn bản thân thì chỉ thỉnh thoảng ghé qua cửa hàng, rất ít khi tiếp xúc với người dân tại khu phố. Sau đó thì vào cuối năm 2020, vợ chồng Năng mở hiệu thuốc chưa tròn năm thì lại đã trả nhà, đóng cửa và chuyển đi. Khoảng tháng 3 2021, căn nhà này được chị P thuê lại để mở cửa hàng áo dài phường. Sau khi đóng cửa hiệu thuốc tại số 126 Nguyễn Thượng Mẫn, vợ chồng Năng lại mở một cửa tiệm khác chỉ cách địa điểm thuê cũ có 20m, ngay ở đầu phố Nguyễn Thượng Mẫn tiếp giáp với đường Điện Biên Phủ. Mặt khác, khi anh Cường không rõ tung tích ở đâu, biết rằng anh đến nhà vợ chồng Năng để đòi nợ số tiền gần 2 tỷ đồng, nên ông Hát và người nhà tìm đến hỏi, thì lại bị vợ chồng Năng phủ nhận chuyện có tiền nợ lớn như vậy. Thực tế chỉ vay có 4 triệu đồng mà thôi. Khởi tố. Trong lúc mà công cuộc điều tra phá giải vụ án đang vào hồi nước rút với nhiều vấn đề dần được sáng tỏ, bí ẩn dần được hé lộ, thì cũng là lúc Cao Tài Năng xuất hiện. Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Năng ra đầu thú khai nhận với hành vi phạm tội của mình. Theo đó, quá trình điều tra ban đầu xác định do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền lên tới 1,6 tỷ đồng và không có khả năng trả nợ cho anh Cường, nên là vào ngày 28 tháng 11 năm 2020, khi anh Cường đến hiệu thuốc của vợ chồng Năng tại số 126 Nguyễn Thượng Mẫn để đòi nợ, Năng tại đây đã dùng gậy gỗ trúng đầu anh Cường liên tiếp nhiều lần, khiến cho anh ra đi ngay tại chỗ. Tiếp đó thì Năng lấy đi điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và tài sản khác của anh Cường, rồi đem anh đi phi tang dưới lòng đất tại vườn ươm cây bán của ông M. Đây là khu đất vượt lập đấu thầu cạnh sông Sạt, thuộc khu 9 phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tiếp giáp với khu đô thị Đinh Long, vốn là nơi có cỏ mọc tùm và vắng người qua lại. Về mô đất thì theo ông M, thời điểm ông nhìn thấy là vào khoảng tháng 11 năm 2020. Khi đó thời tiết khô hanh nên rất có thể Năng sau khi hạ thổ xong thì đã làm phẳng cao bằng mặt đất và chỉ đắp lấy một ụ nhỏ để ngụy trang thành dạng nơi nghỉ cuối cùng của chó mèo hòng đánh lừa người khác. Được một thời gian thì Năng lại đào lên, đốt cháy rồi tiếp tục mang đi phi tang ở nhiều nơi. Ngày mà Năng được cơ quan chức năng dẫn giải đến hiện trường chôn cất và đốt phi tang, dù là đã đầu thú và khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội của mình, thế nhưng người ta vẫn thấy ở Năng cái vẻ bình tĩnh và lạnh lùng một cách đáng sợ. Cơ quan điều tra sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi phi tang của Năng cũng đã thu giữ được một đôi găng tay, một can 5 lít và một số khẩu trang cùng các đồ vật khác có liên quan. Ngày 5 tháng 7 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 7 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng. Các quyết định và lệnh này đã được Viện Kiểm sát tỉnh Hải Dương phê chuẩn theo quy định tại khoản 1 điều 123 và khoản 4 điều 168 Bộ luật hình sự. Sau đó thì cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của Cao Tài Năng
và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Về phần ông Hát, khi nhận tin dữ về anh Cường, ông gần như kiệt sức. Mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hốc hác đi trông thấy rõ. Ông nói, làm sao có thể tưởng tượng người ta lại nỡ ra tay với con tôi tàn độc đến như vậy. Nếu chưa có tiền trả thì họ có thể khất mà, tại sao lại dã man như thế? Cả gia đình anh Cường từ khi biết vị trí năng phi tăng thì ngày nào cũng tới đây thắp hương nhang khói, hy vọng rằng trong thời gian sớm nhất có thể, cao tài năng sẽ phải trả giá thích đáng cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày 1 số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an Nhân dân Online, VOV, VTC, Jing News, Công lý, Vietnamnet cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.